Này thiện hiện, thế nào gọi là bốn chánh đoạn? Này thiện hiện, vì khiến cho các pháp ác bất thiện chưa sanh chẳng sanh, nên khởi phát ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tỉnh tâm, giữ tâm, đó là thứ nhất. Vì khiến pháp ác bất thiện đã sanh đoạn diệt, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ hai. Vì khiến pháp thiện chưa sanh được sanh, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ ba. Vì khiến pháp thiện đã sanh đứng vững chẳng mất, tu và tác chứng trí, làm cho đầy đủ tăng trưởng rộng lớn, nên phát khởi ý muốn siêng năng tinh tấn, cảnh tĩnh tâm, giữ tâm, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó là bốn chánh đoạn. Này thiện hiện, thế nào là bốn thần túc? Này thiện hiện, thành tựu việc đoạn hành dục tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ nhất. Thành tựu việc đoạn hành cần tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ hai. Thành tựu việc đoạn hành tâm tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ ba. Thành tựu việc đoạn hành quán tam ma địa, tu tập thần túc, chán y chỉ, lìa y chỉ, diệt y chỉ, hướng về xả, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó gọi là bốn thần túc. Này thiện hiện, những gì gọi là năm căn? Này thiện hiện, tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này thiện hiện, đó là năm căn. Này thiện hiện, những gì là năm lực? Này thiện hiện, tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này thiện hiện, đó gọi là năm lực. Này thiện hiện, những gì gọi là bảy giác chi? Này thiện hiện, niệm đẳng giác chi, trạch pháp đẳng giác chi, tinh tấn đẳng giác chi, hỷ đẳng giác chi, khinh an đẳng giác chi, định đẳng giác chi, xả đẳng giác chi. Này thiện hiện, đó gọi là bảy chi đẳng giác. Này thiện hiện, những gì gọi là tám chi thánh đạo? Này thiện hiện, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này thiện hiện, đó gọi là tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, thế nào gọi là ba pháp môn giải thoát? Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này thiện hiện, đó gọi là ba pháp môn giải thoát. Này thiện hiện, thế nào gọi là pháp môn giải thoát không? Này thiện hiện, nếu hành tướng không, hành tướng vô ngã, hành tướng hư ngụy, hành tướng không tự tánh, tâm một tánh cảnh, thì này thiện hiện, đó gọi là pháp môn giải thoát không?